Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm, cùng là anh em đồng đạo. Hôm nay không phải một cuộc mở giảng đường hay là có một cái cuộc lễ gì, thưa không có. Nhưng mà cái ngày cuối cùng này đó, nó gấp cũng như bóng đã xế chiều, thì mình làm gì phải rốt ráo lẹ để cho nó kịp, nó qua. Thì thầy muốn có một giai đoạn nữa để tiếp tục thêm cho tất cả vì chương trình là thầy như sau, các ngày như sau. Và hiện hữu hôm nay mình đã trễ nải quá rồi. Bây giờ kích đoạn mình phải trở về với bản thân của mình như thế nào. Và Đức Ngài đã rảo bước ở đây không biết là bao nhiêu trăm ngàn kiếp, mà ngày hôm nay chúng sanh chưa tỉnh lại, thì có dịp trời đã mở cửa trị trừng phạt răng tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài sợ dân chủng mất, đồng bào không thoát được, và phải lấp dùi dưới bùn thẩm. Mà chính bản thân được là người được như thế này nè, tất cả quý anh em Phật tử của mình và con của trời Phật là quý lắm, không thể nào lường được. Mà mình để sơ cơ sơ hở, mình để mất mát nhiều quá, mất mát cái tánh hạnh của mình, cái nghiêm nghi của mình, cái đi đứng của mình, cái ăn nói của mình, cuộc sống ở cùng nhau, lẫn với nhau, trong gia đình mà chưa được ổn định, bình an, thì mình làm sao mà mình nói chuyện với ai? Mình làm sao mình đối phó với tất cả các bậc tiền bối? Hay là ngày sau làm sao mình nói chuyện với tất cả các giống dân mới? Họ cũng như mình, nhưng ngày lập quốc, họ là một dân mới, tộc mới, vì họ tập lại hết rồi. Đó như vậy. Thì nhờ ơn trên ban phước cho tất cả quý vị anh em của mình để thực tập thực hiện tốt. Ngày qua khác, bữa nay khác hơn, ngày mai khác hơn nữa, ngày kia mình đã tu rồi, còn bây giờ mình chưa có tu, chưa có được bước lên ngưỡng thềm của Phật. Có nghĩa là cái chùa bên trong của mình chưa tới. Thì làm sao mình nghe được Đại Đức Thiền Sư và tất cả các vị nói nhắc nhở mình? Mà trước khi mình bước lên ngưỡng cửa chùa, mình phải quỳ, mình phải bái, mình phải lại, mình phải cầu Phật như thế nào? Cũng như một ăn mày mà xin ăn vậy đó, tất cả anh em cùng là quý vị. Chứ không phải đương nhiên mà mình nói Phật ơi cứu giùm con, hay là trời ơi, ông ơi, bà ơi, không có vậy. Đó là mình ngang bướng. Mà mình đúng là con người để ngày sau tồn tại, thì mình phải tập tu học đạo, học đạo mới. Và thưa thầy, đạo mới với đạo cũ sao? Cái đường lối cũ mình bế tắc bỏ, mình đi đến cái đường lối mới thực hiện rất tốt. Bây giờ kích đoạn cũng như quyển sách này nè, quyển sách này. Nhưng mà tất cả bà con chúng sanh anh em của mình đó, không lẽ đi coi hết cái này có người cũng không biết, chỉ là kích đoạn một cái đoạn nào đó đậm đà hơn và rốt ráo hơn, mình cần phải nghe, phải học tiếp tục. Đó là chương trình mới, nói như vậy. Còn mới đi lòng vòng đó, nó không tới đâu hết. Mà cái thế kỷ này nó đã thay đổi nhà rồi. Mà mình không hay, mình tưởng tượng ra cái nhà cũ còn đó vậy. Cho nên hôm nay sự ăn nói, sự mến chiếu với nhau và tình thương yêu với nhau phải đậm đà tha thiết. Ngày mà tân dân thánh đức đó quý vị, hạ quân đến thượng quân đó, đầy tràn tình thương, đầy tràn tình cảm, không có mất mát, còn bây giờ mất hết rồi. Có nhiều người khô khan tình cảm, không biết gì hết. Nói chuyện thì bất khuất, muốn la la, muốn chửi chửi, muốn bới bới, muốn xung đột vô, muốn xúc phạm nhân phẩm, nhân cách của mọi người cũng không biết đâu mà sửa. Ngay bây giờ Đức Ông thấy vậy,
mới quả lại dần thơ, mới hạ phàm, mới xin Thượng Đế để trở lại một lần nữa để cứu độ nhân sinh. Nhưng mà nếu mà đời được bình an biết tu thì Ngài đâu có mượn cái thể xác trần để mà rảo khắp bốn phương và nói ra những lời gì, vì người ta đâu có nói được, đúng không? Thì dùng những điện từ, điện quang, linh quang, không khí quang, linh quang, người ta đã đáp ứng cho mình như thế. Thì bây giờ Bồ Tát cũng có ở trần gian này giữa bông trắng vậy đó, đúng không? Bồ Tát, La Hán, chư thiên, hộ pháp, tất cả đều xuống róc hết. Để chi? Để dìu dắt tất cả các vị căn tiên, con của Phật, nhà lành đã bị chìm đắm không biết bao nhiêu năm tháng, chứ không phải thường đâu, để ta đem về. Nếu mà vô căn cứ rồi ta bỏ thì đâu có biết gì. Bị chìm đắm con tép mồng, tép mũi, con rông, con rêu, con hến, con ốc gì đó, vân vân, đủ hết rồi nó mới lên được đó, thượng cầm hạ thú đó. Vì mình mới lên được làm người. Mà ngày nay mình làm người như thế này thì mình không thương mình sao? Oan uổng phí lắm. Vậy thì mình thương mình, mình tu. Mình tu mình đừng sờ mó cái gì sai, mình đừng hành hạ, mình đừng sai mình làm quá nhiều. Mà mình để mua cái vật vô tri về phải cúi đầu lao, chùi rửa, ngó, ngắm, giữ gìn. Đó như thế thì mình thương mình được. Mình tạm đủ xài có với tất cả, đỡ nâng mình cái bình, cái ly, cái tách, cái chỗ ngủ, quần áo, ăn uống, mặc được rồi. Xe cộ nếu khá giả thì Phật cũng đâu có cấm mình đâu. Không nên đèo bồng nữa. Kết thúc chương trình là chúng ta thấy tạm dừng lại. Để trời phân âm dương, mình phân biệt trên phân loại, loại 1, loại 2, loại 3. Chứ không phải thấy loài người như thế này mà chúng ta ngỡ rằng có 1, 3 loại. 1, 2, 3. Nhất quá tam. Cho nên tam giới cộng đồng trên ta lập lại để xử phân tại thế. Mà chúng ta phải học đạo, phải ráng trì trí, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thần tâm thần thuộc ở bên trong của mình, nhớ mình, quản lý mình. Nếu trật sai một giúp gì là mình sẽ biết liền. Ai cũng có ngọc trong người hết, chúng con để ngọc chìm. Mà nó chìm đó cũng không phải là chúng con nữa, đấy không? Một ngày mình làm sai, mình giữ, mình nặng lời, nó chìm một chút, nó chìm một chút, nó ngắm mãi, nó không có, không được phiêu diêu. Ngọc ấy là ngọc Phật, Phật ngọc. Ai cũng có ngọc, ai cũng sáng, không có tối đâu. Tại mình chính mình làm mình tối. Thì bây giờ mình quảng hồn rồi, mình tỉnh giấc, mình quay về nhờ tất cả các vị tiền bối để xin trên hạ phàm, để khuyến thiện, để nhắc thêm một lần nữa để tất cả mọi người quay về với sự thật của mình. Thiệt nói không thôi, sai đừng làm, tốt mình cứ làm, xấu mình đánh xa. Đó, đó là từ từ ngọc nó sẽ trồi lên. Đó vậy đó, chứ không phải cầu khẩn giang sinh hay là mình phải lại bái cho nó mòn trán, mòn tay, mòn chân, không phải vậy. Mà nền văn minh tiến hóa của cuộc đời chư Phật hiện nay cũng văn minh. Chúng con mặc đồ gì cũng được hết, biển đem cái áo da người này và con người này và cái tâm lành này để dâng cúng Phật được rồi. Lễ thì mình phải có bông hoa trái, vì Đức Phật nói là hoa trái. Nói vậy đó nha, hoa người, trái tim bất di bất diệt. Nhưng mà mình bây giờ thì mình cũng hơi lạc một chút, vì mình làm rầm ran đó. Chân bông hoa trái cho đầy đàn để cung nghinh chiêm bái, đó là trình diện cho tất cả các vị phàm phu này thấy con mắt, nghe nói mừng rỡ, tiếp cao và thấp thôi, chứ chư Phật không có gì hết. Chư Phật không có gì hết, không có gì hết mà có. Nếu mình muốn, Phật sẽ đủ phép màu huyền diệu nâng đỡ mình lên thượng cấp. Nếu mình muốn, mình muốn mình phải triệt để, mình phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Trong lối mòn của mình đi từ hồi nào giờ lấp bỏ, mình tạo con đường khác mình đi, bằng tắt qua cho nó gần.
để uổng phí con người nè, mình không có cùi, mình không đuôi, mình rất đẹp, rất tốt, xinh nè, thấy không? Mà biết ăn mặc sang trọng, biết ăn ngon, lái xe, nhà lầu, mình biết hết. Và mình nghe ta chửi, mình tự ái nữa, mình khôn vậy. À, thì bây giờ mình phải khôn, khôn nhiệm màu như là Phật dạy vậy. Chứ không có khôn vậy, cái đời này nó cũng tàn theo mây gió. Ngày cuối cùng của tất cả chúng con, chúng sanh, thầy, nó không có gì hết này. Thấy không? Ngày cuối cùng hơi thở mình đã giờ di giờ rồi đó, thì mình phải biết rằng hơi thở và cái tư tưởng và linh hồn mình, tâm linh mình nó đã về đâu. Nó đâu có ở chỗ nào đâu. Mình chỉ ngay đây nhưng mà nó không phải ở chỗ đó. Mà nó ở ngay chỗ nơi đích mà mình đã muốn thành Phật, nó sẽ ở ngay chỗ đó. Muốn thành ma, nó sẽ ở chỗ đó. Muốn thành tiên, thành thánh, thành thần, nó sẽ ở chỗ đó. Ý muốn của mình làm việc gì, từ giờ phút này trở lên, tất cả anh em của mình ơi, ráng cố gắng dồi mài, ráng cố gắng làm bằng cách nào cho xứng đáng là một bậc vị được thương yêu, được quý kính, được khâm phục, được gia đình mình tôn trọng mình, rồi được mình nhẹ nhàng, tốt đẹp, an trang, bình thản, tự tại vô ngại. Điều đó là điều đắc quả rồi chứ. Chứ còn cầu mong gì? Đâu phải tu cái miệng của mình nói được. Đừng nghe, đừng thấy, đừng nói, nó không kết quả được. Mà chính mình thấy mình, biết mình làm bằng cách nào, thì bần sĩ là cũng như thay nó là thầy đi. Một chút thôi, trao đổi với tất cả chúng con cùng Phật tử anh em bốn phương. Nếu thương bần sĩ thì nghe một cái đôi lời của ai là người mượn thể xác này, thì ông đã nói xác thân ta cũng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần phải đi. Thì cái gì đó đó họ đã kết hợp, họ đã tạo dựng, họ đã mượn để mà làm lợi ích cho nhân sanh bá tánh trong buổi cùng này. Nhưng ta không biết được. Mình cũng cần thương nhiều hơn vì mình thương hại cho một cuộc đời người quá là mê muội. Mình phải thương buồn cho chúng cây đuốc đem dụi đâu còn buổi hạ vân. Ráng bình tĩnh nghe con, đầu thầy lại gối mòn chưa ăn nghỉ được. Không biết làm sao, thầy quỳ trước, ngước mặt lên cõi trời rồi, thầy nguyện được hay không? Nguyện trên tam giáo công đồng, nguyện cùng trời Phật cõi thinh không nhiệm màu. Nguyện cho ba thánh để sống lâu tu niệm, thoát khỏi dòng đau kiếm gây trong. Con ơi trên cõi trần hồng, làm sao mình tránh được thoát dòng nguy cơ? Phải lập đạo, phải tôn thờ tiền bối, phải tu hành mới gỡ rối được bên trong. Nếu chẳng bằng không con chịu não nồng, thì con phải ngồi trong ngục đài. Biết hết trơn á, mình biết nơi cảnh giả trần ái, nhưng mình thoát ra không được vì mình bị đài quá lâu. Đài mình châu ngọc ăn sâu, vô tình mình không hiểu rồi mình đâu có tường. Phải hạ mình xuống đi để thống khổ tai ương, để con cầu Phật trên đoạn đường gian nguy. Phật ơi, đại từ đại bi, cứu người lương thiện vậy thì bình an.
để sau hội lại pháp đàn. Người hiền được Phật thượng ban vô cùng. Ngày khốn khổ đó, thầy phải khùng, phải điếc, mắt phải mờ, đâu còn biết việc trần chi. Con ơi nước mắt lắm đi, thầy ngồi rớ lệ từng khi giảng dài. Một mình nói, chứ nói với ai? Vì xuống trần lâu quá mà trần nay không tường. Đường trần sao quá đoạn trường, làm cho ông lão tình thương mất rồi. Thương dân đi đứng chứ nằm mà ngồi. Lão buồn mà thế sự chớ bỏ rồi không nên. Xuống trần hả vững nền vững tàn, nhưng chúng sanh việc giảng xa vời. Kỳ này khổ lắm dân ơi, ông còn mà rảo bước chưa trường đời như xưa. Chiều nắng tắt mây mưa lừng lấy, bước chân đi gặp bầy yêu tàn. Lúc nào nước mắt châu xa trần gian mà đâu hiểu là ta lâm phàm. Buồn thế sự còn nhàm đàm quá, không cần phân đạo quá chứ kiên trì. Không lo tu niệm mau đi, làm sao mà có đạo chứ từ bi đắng nhờ. Đối với Phật hừng hờ búng rải, đôi với thầy rồi bạc đãi vô công. Ngày nay ông rảo chưa đường trần, đặng nhìn mà cho rõ xa gần còn không. Đường trần há đông đông lẫn đần, tại cô mang nhiều trận tam đồ. Cho nên phải chịu quạnh cố nghe lời lão dặn, chứ nấm mà mồ không ở chui. Để sắp tới tối thui trời đất, kiều dân ơi một mất một còn. Lời này ta gửi bà con, đường trần ta bước ta còn lời qua. Thở xem chúng ông bà cô bác buổi cuối cùng tự giác hay chưa, hay là dầu dập cơn mưa làm sao bước được đò đưa chiến chiều. Miệng thì nói thương yêu đồng chủng, dùng tên ma bắn phủng loài người, làm sao mà được vui tươi cả kêu bá tánh. Chưa mỗi người thường chưa, đường trần hạ thất thưa quá vậy. Mở mắt ra không thấy hay sao,
nay mai nói sống ba đào, đừng dùng cửa miệng chớ ác ào tội mang. Ta rảo bước trần gian chút quá nữa, rồi ta về tựa cửa phố đã ở chi nơi chốn trần gia lâu đời lâu kiếp chưa vậy mà buồn hiu. Này lão nói ít nhiều tặng đó ráng mà nghe đừng bỏ chứ lời này. Mấy trời nay đã chuyện xây làm sao mà cứu được chưa kỳ này dân ơi. Lòng tha thiết chiều mới chưa sang, một ông già không đáng hay sao. Ông đông có thấp có cao, có sắc có màu là lụa như ai. Nhưng có tội nói dai nói dẻo, chớ không bao nói méo nói tròn. Gợi lòng đi đến bà con đường trần, lão hỡi lão còn dẫm chân. Ai có biết mang ơn cũng phải, còn bằng không bạc đãi không sao. Lão đâu có thấp có cao, bơi thuyền xuống chốn chớ rồi gào rồi kêu. Dân Nam ơi ít nhiều quy tụ, đừng chờ giờ quỷ hút ma la. Thấy chưa có anh Phổ Đà mà không có biết để dựng ở nhà thương ở quân. Đường trần hạ thua hơn chi vậy, ta trách người không thấy hay sao. Miệng kêu tai ngoắt chứ chân đào, lên thuyền giác ngộ chứ băng nào qua sông. Lại trời Phật lập công của chúng, Phật trời đâu hưởng dụng chưa của phàm. Mong người đừng có nhàm tham, mau đi đừng có chơi nhảm mà đàm quanh con. Mở miệng ra bị so đủ cách, nên ơn trên xa cách mình rồi. Bây giờ khổ lắm dân ơi, ông già mà ông sợ cho mình trỗi như bèo. Lớp sợ đói sợ nghèo nhiều hạn, sao không lỡ kết bạn tuyên bồng. Đặng quỳ lại Đức Phật ông, Đức Ngài mà Bồ Tát chứ Đức Công Phật Đường. Ta quay lại đoạn trường biết mấy, trần gian đâu có thấy ông già. Ông đem lý đạo mật đa, đem danh Bồ Tát chưa cậy bà Quan Âm. Biết nói chi thì thầm đau khổ,
thấy qua kia sắp trổ nhị rồi. Thương trần lẽ bạn đơn côi, làm sao sống được rồi cõi hồi trời. Phải lắng lắng tuyệt vời mới tốt, phải bám vào rừng cột ai gì. Trần ơi tranh đấu làm gì, để đời mà mất đạo rồi suy vi linh hồn. Tì thấy dãy biển còn đó chỉ một luồng một gió chưa lật buồn. Ai ơi các bậc chư sĩ tu, dạng dình mà chỉ cả công phu đúng giờ. Thuyền đại đạo lão chờ lão rước dần, nam ơi ráng bước lên đò, trở về nơi bến tự do, đâu còn mà khe khắc chưa chuyện trò như nay. Về xứ Phật Như Lai rất đẹp, rộng bao la không hẹp như phàm. Về đi có Phật Cồ Đàm, có ngày mà đón rước việc làm mà đâu đâu. Ráng tu đi Phật thấu Phật chứng, buổi này đây cảm ơn chứng minh, nếu ai ăn ở trọn tình thì lão đưa rước thiền linh trở về. Đừng có nghĩ người tề người sợ, ráng làm sao trả nợ cho rồi. Đặng về xứ Phật con ơi, đừng nên tha nổi rồi thả trôi cho nhiều đời. Danh giới lợi đường đời này mất sắc, suy di mang tật mang nguyền. Đôi lời của thánh thần tiên, lão đi vô lượng vô biên dâng lời. Mượn sắc gia trần thời cua thế, phải dùng mưu dùng kế độ người. Tạo thêm phước đức đặng dư, sau này trời lửa chọn người hiền nhân. Ông rao bước đường trần mấy thở, ngày hôm nay gặp gỡ cùng ai, gặp người ở chốn ngục đài, giữ hung mà sức sắc chưa tạm phải mất rồi. Đây chịu quả đáng nhồi không kịp, làm sao còn thoát kiếp tử sanh. Con ơi giữ ánh đạo lành, ông là biết ngọn chứ biết ngành ở đâu. Nói một lời trời thâu để đó, tưởng mình giàu của bó tiền muôn, sau đây nước mắt có nguồn, nó trôi no nổi hình tuồng sát sơn. Ta nhìn bản đồ thơ ta biết,
tớ đây rồi, trời việc đất tru, chỉ chừa các bậc sĩ nhu tu hành đúng buổi, để công phu đúng giờ. Mở mắt ra đừng mờ nhắm nữa, trên không gian khói lửa tơi bời. Dữ thì biển nước con ơi, thì triều mà dừng gấp cho tuyệt đời lối đi. Nhìn lại coi thay thi rất mong, nhớ lại mình nghiệp cộng quá sâu. Bây giờ mình biết ở đâu, ông về ông lại ông Tâu Dư Ngọc Hoàng. Dân đồng chung số sàng hung dữ, mở miệng ra mắng chữ nô đùa. Còn bài bở nịnh hơn thua, làm dân công đúng bán mua người rồi. Giờ thanh tĩnh ông ngồi không được, phải lê thân, phải bước xuống trần. Đăng mà nguyện độ quan dân, buổi này buổi cuối bớ thần bớ tiên. Ai không biết chơi điên cũng phải, vì ta đâu có cái Phật trời. Bây giờ thiền lộ con ơi, ông dời mà gót ngọc chớ ngôi trời xuống ở đây. Công lao của Phật thầy quá đáng, ơn đức ngài biển cạn non mòn, làm sao trả được đi con. Bây giờ mình ráng, mình còn hồi tu, tu để tránh diêm phù đừng xuống. Tu không chịu không chuộng mỗi ai, kinh lưng sớm tối thuộc bài. Mình lo chướng đức Như Lai hộ trì, giờ thanh thỉnh thầy thì luận giảng. Gửi thơ này đồng bạn hiền tu, sĩ bằng cố gắng công phu, ngày nay dâng lĩnh cho lão khu đông sông. Hạ quân khổ chất chồng nghiệp chướng, mỗi ai ai cũng vướng chớ nặng quần. Chỉ còn học lý phú văn, học thơ của đạo chớ học bằng của tiên. Mình còn phàm mà nghiêng về Phật, mình còn đây bấn chật lánh xa. Mình còn không ở quỷ ma, mình đang ở chốn ta bà bình yên. Mau tu tiếp tu hiền đi đạo, đặng chúng con được giáo cõi trời. Bây giờ mình được thánh thơ nhờ tu chướng phước, nhiều đời biết chưa. Để dân chúng thất thừa sắp tới, khắp bốn miền thế giới năm châu, mà là nó có thường đâu rồi đây. Rút cổ chứ có đầu bó tay. Ông xuống trần không hay không rõ, vào sân kia múa mỏ khua môi. Từ đây mới biết ôi rồi, vào sang cũng mất bận tồi chứ cũng mở dâm. Thuyền đại đạo đức ông xuống thế,
tựa nó miền lập cái khuyên dân con ơi thầy quá ngồi gần mà con không biết từ tầng sang quá. Chị hát bán trầm kha riêu rít ăn ở nhau xích mít lón cuồng làm cho đất thám trừ buồn thì ra quay chết có luồng gió giông. Về đi đảo lập công lập hành, về đi con luyện tánh cho thông, về đi tu vợ tu chồng để mà quốc Phật kia đau đồng gần khơi. Về đi con gái trai tu kỹ ăn ở cùng chung thì với nhau, tranh chi nay thấp mày cao hay là ăn ở rồi sang vào đua chen. Về đi con chui rèn ý chí đem tấm thân bố thí cho trần thì đã hợp lại chứ lao bần. Bây giờ mà thầy dặn cái chuyện cần mau đi, không có kịp vậy thì chết hết, chết tại mình mê mất tại ta. Ô hô tam thống chứ vậy mà đem thân mà quăng dục dưới giang hà biển khơi. Tâm thanh tịnh mở lời nhỏ nhẹ, mình làm ăn tranh hẻ làm chi, có cơm nuôi già. Chứ vậy thì chấp tay niệm Phật A Di hằng ngày, dù tranh đấu mấy ai thoát khỏi chốn ta bà mây khói đua chen. Mong người này ngợi mày khen, đồ điên đồ điếc mà trong phen chưa khùng rồi. Ông đã nói khùng thôi ông lành, nhưng khùng này tiên cảnh lâm xa con ơi, dân lĩnh Phật đà khùng điên sức thế vậy mà độ dân. Nay trở bước hồng trần còn lại để kiểm tri trai gái như sau, coi ai tránh khỏi ba đào, còn ai là quỷ bị nhào ngục môn. Mà dùng phép ru hồn nó nghe bắt, nó dùng gì nó dắt mình đi. Tu hành coi cởi gian nguy, mình tu cho kỹ chỉ nguy ít nhiều. Nhớ bỏ hết cảnh kêu phách lôi, cứ làm ăn sớm tối chưa hiện lành. Như con chim điểu chưa đậu cành, liễu lo mà múa hát chưa chim mà quanh rõ ràng. Nay ông xuống quê làng còn tựa đi thử dân tràn lứa chưa bạn bè. Chúng sanh cứ để chữ về nào đâu có biết chưa mùa hè nhăn răng. Trời không cho làm ăn gì được, giông báo hoài nước ngược khó chèo, đá nghèo còn lái mắt eo. Nhắc cho mà con biết chứ lái lèo trầm phong. Trời lưới bủa mây văn sắp tới, khắp cả miền thế giới năm châu nó cũng đã thoát được đâu. Ông đà mà giả dạng chưa từng câu thử đời. Đồ điên giải kêu trời dẫm đất,
hồn linh ai sắp mất kia cả. Phải chi niệm Phật Di Đà nhớ là ông lão chưa ngày già năm xưa. Dân dư chúng thất thưa là phải tại ở ăn bạc đại vô hồi. Giờ này dân chúng sắp trôi, sự kia ta nói ta hồi ta lui. Phàm có mắt mà đuôi quá ngộ, xe không đi đi bộ ngoài đường. Con người có tấm lòng thương, tại sao mà bôi bác được Phật dương nào nhìn. Ăn ở chẳng có tình chút xíu, còn câu cầu lại biểu người hiền. Có phải chúng nó cuồng điên, chớ ta đâu phải là điên. Như vậy ta điên Phật điên thầy sai xuống. Ta đâu ham đau muốn của tài, đóng lòng trời đất bi ai. Nói cho trần hạ ngày nay tận thường, nhìn cho rõ tình thương không có. Dù bát tiền của bó chất đầy, nói rằng ta dở ta hay sao đây, ta xuống bùn lầy ta chơi. Lão nói thiệt một lời nhất một, quay về trần rường cột nước nhà, Phật đâu có bỏ nghe chúng ta. Tại mình mà bỏ Phật, chứ Phật mà bỏ đâu. Quay về trần canh thâu rất lệ, ta đâu ngồi chính bệ cao trời. Lúc nào mắt cũng lệ rơi, thương cho ba tánh cái đời còn ngu. Bị ở chốn lao tù không biết, bị quỷ mà nó siết chứ nó cầm. Vậy mà mù quáng tối tâm, ta đây đi thử được nhiều năm hết rồi. Mau sửa đổi nhẫn nhồi quá nghiệp, mau tu đi còn kịp muôn ba. Dù cho ông lão đã già, bơi thuyền mà lặn lội sông pha xuống trần. Giờ thanh tịnh ông gần ông nói, nào phải đâu thầy bỏ bớ dân. Ông ở sở rồi lại ở tầng, năm châu mà rảo bước chưa lần lần cũng đi. Về dọn đất từ bi gieo giông, mau mau đi đời mỏng quá rồi. Nếu người thả nổi thả trôi, sau đây mà lão sợ chứ tiếng còi tiêu tan. Núi còn rã banh hang thấy đó, vàng tiền muôn của bó còn không. Từ đây gió thổi cho non bồng, ta về mà bạch ngọc cho rồng rồng ướt mi. Dội vàng bước để đi xuống thế, bước đường trần đổ lệ châu rơi. Thà rằng ta chẳng thảnh thơi, lẽ đâu ta bỏ cái đời ngày nay. Bỏ tất cả gái trai nên hiểu, đời trời kia hòa điệu linh môn. Bớ ai bớ dài bớ khôn, ráng mà gìn giữ linh hồn là quan. Đừng thức dậy tính toán việc thế, hay là lầm mỹ kế tà đàm.
Nó dụ mình nhắm mình tham, nó dụ mình hơi mình làm việc điên. Việc độc ác thường xuyên mang tội. Uổng công thầy lặng lội bôn ba. Ngày xưa ông lão cũng già, bây giờ biến mất. Vậy mà về quê ông trở lại nặng nề biết mấy. Vì phàm phu không thấy làm sao, du minh bị lũa bị màu, án đi mà mất hết làm sao thấy đường. Thầy đã dẫn đoạn trường năm tháng, nghe tỉnh đi đừng chán nghe hôn. Ta đây có xác có hồn, mình ngu mình lại chứ bồn chôn mất rồi. Tỉnh đi con, ráng ngồi thầy nhé. Mau bước qua thầy bắt nhịp cầu, kêu con ở nơi đâu, ở nơi cồn bãi biển dâu nào thường. Về hội đi Phật đường chứng lệ, về nghe kinh nghe kệ của thầy thì là con ráng sửa xây. Thượng thái mái tạo giờ này dần soi. Thầy cực khổ đêm ngày chi xiết, tai không nghe phải điếc rồi con. Tiếng Phật không còn, chỉ nghe màu ma quỷ chưa mót bòn lúa linh. Không nghe sử nghe kinh gì hết, nghe ma trời quỷ chết chứ kêu gào. Thì giờ thầy lại làm sao, thở than với đạo để mau mau tu hành. Con phải ráng giật dành lấy lời ân tiếng phải nghe tròn. Đằng sau mình khỏi âu lo, mình về bến Phật tự do được nhàn. Mất hết thải các hàng cư sĩ, nay ta phân ta chỉ con đường. Mất ân mất đức thiện lương, đi theo cái thứ phố phường gian manh. Ta mất hết tranh giành đạt lại, khỏi có quỳ có bái làm chi. Nam mô hay chữ từ bi, nhờ trời nhờ Phật chứng trí con khờ. Lấy trở lại mình thờ một, lấy quốc ân trường cột nước nhà. Lấy lời của Phật Di Đà, của Ngài Bồ Tát, của Bà Chư Quan Âm. Lấy trở lại âm thầm tích trữ, không buồn hiu cô lữ đâu trò. Lấy lời nói được tự do, lời hay mà ý đẹp rồi thầy cho con lành. Quỷ dơ ma không giành lại được, vì chúng mi nói ngược nói ngang. Gặp ta cứ nói ngang tàn, bây giờ ta bước lên đàn Phật tiên, ta phải nói đường hiền mới được. Còn chúng mi xảo xược cách ngăn, bây giờ ta học phú văn. Học lời mà của Phật chưa trọn trăng sáng ngời. Ta không nói cái đời mục mạc, nói làm chi gió tạt mưa phong. Nói thì phải có chí công, nói thì phải biết chưa đạo đồng là ai. Ta không ở trần ai chi nữa, tuy ở đây mà tựa bóng đà. Ta không có tựa quỷ ma, ta nhờ Phật Pháp chứ Phật Bà đưa đi. Thân còn ở hồn ly trở bước,
Nghe thầy phân tu được nhiệm màu, con ơi chịu khó hơ lâu, ráng mà tin tưởng rồi hầu tu ở chân, ráng cúi đầu đáp ơn trời Phật và ghi ân các bậc hiền lành. Buổi này thầy đã tái sanh giải mình, tu đạo năm canh không lường, đường trần há đoạn trường còn dặm. Đâu bảo trò trình bấm việc chi, mắt trời còn đổ lâm ly. Con ơi tỉnh dậy cho thầy ghi bút đời. Xin kính thưa tất cả chư quý vị anh em của mình, đồng đạo, đồng tu, cũng như đồng chí với nhau vậy đó. Hôm nay đó, chúng ta là một người đã tỉnh rồi, không còn mê nữa, thì phải cố gắng. Không nghe ai mà mình phải nghe mình. Không khuyên ai mà mình phải khuyên mình. Chừng mình lãnh hội xong rồi thì mình sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, không xa lắm đâu. Hôm nay thầy cũng mòn mỏi lắm, cũng phải còn gượng để nhắc nhở, vì rảo bước đường trần còn phải dặm. Phải nói hết, phải làm cách nào, phải giảng chỉ cho tất cả chúng sanh, để nhẹ mình để thoát khổ, còn nặng mình thì mang cái khổ ấy không thể thoát được. Cho nên vì lẽ đó, tất cả các vị anh em của mình phải thương mến các ngài, vì mang đại đạo Bồ Đề, mang một tâm tư huyền diệu để đại khắp trần gian, cứu cảnh. Thì tới đây phong ba đã biến chuyển, mình biết mình có còn được không? Vô thường đã kết án, chúng ta ngàn dặm xa xưa. Khi thầy đã nói thì cho là điên, cho là không có gì hết, tin tầm bậy tầm bạ thì không phải gì đâu. Cho nên thầy nói với tất cả Phật tử anh em của mình phải có đức hạnh, có đức mới tin được, còn không đức tin không nổi. Vì tin tưởng các ngôi cao, các bậc gì không phải thường được, phải trọn niềm thương, phải đức tin, đức tánh. Ý tánh mình phải tốt, tâm mình phải rạng rỡ, chứ không phải là mình nói không đâu, không khống. Vì lại đó cho nên thầy không muốn nhận tất cả quý vị về nữa đâu. Được rồi, đủ rồi. Không biết bao nhiêu kiếp đời đã có thầy ở đây, ở cõi trần gian này. Khi quá sanh, biến chuyển, quá thân, hiện thân, chuyển thân do ngô Phật, chứ không phải nói như mình mà như thế đâu. Thì mình nhìn gì đó, mình đã biết gì đó không nhiễm trần rồi, cư trần bất nhiễm. Mình nhìn em bé này, mình nhìn em bé kia, mình biết nó đã thoát được rồi đó. Vì nó, cái thân nó hiện ra, nó sức quyền, nó sức hào, cũng như tất cả các chuyện học nghề võ đó, sức quyền đó. Còn nó tu sẽ phóng hào, sức hào quang, hiện hào quang đó, để cho tất cả các chị biết rằng ở trong này rỗng không rồi, không có cái gì để chứa đựng hết. Vì lại nói cho nên mình phải tu gấp, tu tiếp, kích đoạn, cũng như là bây giờ mình ca sĩ cũng vậy, ca hết một đoạn lâu quá vậy đó, mà các bà già thì mòn mỏi nữa, muốn nghe liền kích đoạn một đoạn nào vậy thôi cho hay. Thì bây giờ cũng như là quý vị đi vòng vòng vậy, cũng về mục đích của mình. Nhưng bây giờ thầy muốn gì băng tắt qua cho nó mau nè, hùng qua khác, bữa nay khác. Đừng cố chấp nữa, đừng giận buồn nữa, nó có vô với mình đó, mình đã đi đi, không chứa bạn nữa bạn ơi, đừng đến, không chứa chúng sanh nữa chúng sanh ơi, đi đi, trả lại cho tôi được tự do, tôi về đã bến Phật, không chơi nữa vậy đó. Thì những cái gì sai sửa, có không mình biết liền, được hay không được, do mình là bộ chỉ huy chính của mình, mà mình không hiểu được thì không ai hiểu được mình hết. Rồi mình nhờ người này, nhờ người kia, nhờ người nọ, cũng nhờ minh sư mình mới được. Không có thầy đó mày làm nên, mà thầy không rầy mày cũng không nên nữa đó. Nói vậy đó, con không cha không mẹ mà, thấy không? Ít có đứa nào mà nó tự ngoan, nó tự làm, tự đưa nó lên mấy tầng mây, không có.
đó vậy ít lắm, cũng có mà ít lắm. Còn học đạo không có thầy thì mày cũng không nên đâu, mà thầy phải chỉ cho đúng, không đúng tội lắm. Vì con trẻ, vì tất cả chúng sanh đang mờ ám, đang không biết, mình đã biết được đó, nó mình biết được một bước thôi thì mình níu nó thêm, chứ không cần nó là mình về tới, mình đang đi bước trước một bước thì mình lại cho bước biết trước một bước đó thôi, chứ không có được. Như thầy cũng như tất cả quý vị vậy, đâu có gì đâu, sát thân mà đó như vậy, nhưng khó mà được sát thân như thế. Thì sự thương yêu quý mến hay là như thế nào đó, tùy ở chúng con, tùy chúng sanh, tùy anh em, tùy đồng đạo. Nếu mà mình tu đúng, mình làm tốt thì Phật ở tất cả, Phật là tất cả chúng con, quý trò, quý Phật tử đi chung ai hết đó, thì Phật thương mình, Phật đã chuyển mình, cho mình, duy mình, giúp mình, thương mình, cho mình có cơm ùm qua một bữa được. Cần gì mà phải chứ nhiều chứ ít đó như thế ha. À, vậy đó. Cho nên hôm nay thì thầy cũng mong tất cả quý vị được sự bình an, bình chuẩn để đến đích. Chứ nếu không thì cũng không có ổn như thế nha. Thì hôm nay đó, tất cả chư quý vị anh em của mình không phải trễ, nhưng mà tiếp tục với chương trình là sáng giờ thầy cũng có cho thêm phần là rảo bước đường trần. Thì hôm nay các chị đến thì nó cũng không một đất còn nữa, thì một phút đây rồi nghỉ. Thì kính xin tất cả chư quý vị anh em của mình phải nhất một để tu hành cho rốt ráo. Vì cái sự tu nó cũng không khó mà nó không dễ. Khi chúng ta đã biết được, chúng ta phải ráng làm. Ngọc mình đã chìm sâu rồi, mà nó chìm ở đáy lòng của mình, do nó mình làm không đúng, nó chìm một chút. Mình làm sai, nó chìm nữa. Rồi mình khắt khe, mình ép, mình làm những chuyện nó không có nghĩa lý gì đó, mang tội, thì nó sẽ chìm sâu nữa. Chứ ai cũng có ngọc quý hết, ai cũng có Phật, ai cũng là Phật, ai cũng là tiên thánh thần hết. Đừng mà lì với nhau, tội chết. Mà đừng tôn trọng quá, xem bình thường, bình đẳng, bình dân, bình nguyên, bình tịnh để chúng ta trao đổi với nhau. Chúng ta đã mất tình thương lâu lắm rồi. Bây giờ đâu có còn gì nữa. Nguyên tàng này Đức Ngài đã cho mình biết để lấy lợi một mức độ tối tân. Bây giờ mình học ít mà đạt được nhiều, tại vì cuối màn rồi. Thì tất cả quý vị phải ráng tầm sư học đạo. Sư ở đâu? Có chứ. Thì mình ở trong trái tim của mình, bất di bất diệt Phật. Vì qua trái, qua người của tất cả quý vị, chứ không phải qua này đâu. Thì bây giờ mình phải tìm ân sư, người đó là người ân nhân, nói như thế, để trau dồi đạo hạnh, để giúp mình, để cởi mở, để lấy lại tình thương khi mình đã mất mát nhiều quá rồi. Đây là anh em cốt nhục không? Đây, con nhìn coi có đúng không? Không có xa lạ bao giờ đâu. Tại sao? Tại sao năm châu bốn biển địa cầu này không chịu kết liên bang với nhau, là một giống dòng hồng lại, là một con của các đấng các ngài trong cái vũ trụ càn khôn mới sắp khai diện. Mình xé, mình banh, mình cắt, mình bỏ. Tại sao? Cho nên rõ bước đường trần này thì ông đã nói: ta còn rảo bước đường trần, để rồi thử chung chờ một lần này thôi. Trần gian bạc bẽo như dối, từ đây mà sắp tới đứng ngồi không yên, tại chế ông bác cũng điên. Không ngờ mà vô lượng vô biên chốn này,
bần nâng đâu phải là thầy cùng chung đau hổ giờ này đó tới tay người bạc béo như vôi. Đem lời mà của Phật chứ thả trôi ra ngoài, mình không trọng đức mà lại trọng tài, tử đây phải chịu ai hoài sát sơ. Tại sao mật niệm không thờ, trong tâm có Phật hững hờ, làm chi Nam Mô Đức Phật từ bi cứu cho, người thiện chứ lên thì tỏ sáng. Trần gian cứ mãi đua chen, ta đi cầm đốt cầm đèn rọi cho, vậy mà ba tánh không lo, lại còn lớn tiếng bị so đủ điều rồi đây, bị quả chưa bị nhiều. Nó tha mà nó xé chứ ít nhiều, hận thay thương thay mái tao dần say, bây giờ chỉ có Phật thầy ra thơ. Trần ơi đúng bậc chứ hiện giờ, thân ta già cá lu mờ cá hay, nhưng mà mờ ám trần ai, ta không mờ Phật lá lại vô cùng, điên này điên của cụ trùng, sai ta mà xuống thế ngay cùng giáo dân. Mau đi ma tánh chuyên cần, đừng nên rõ rõ rần rần, không nên lời thầy giảng giải đừng quên, con ơi có tuổi có tên tại trào. Khi này đã nghiệp tự tháo về đi, đồng đạo ráng mau tịnh tuồng. Thế gian thấy đã chiều buồn, làm cho ông lão điên cuồng thêm lên, tại vì ba tánh lại quên ông đi thử hết, có tên đã rồi tại người bạc bẽo như vôi. Không ngờ trời Phật mà trả trôi ra ngoài, vì thương cốt nhục muôn loài cho nên ta xuống rồi coi màn này, chớ đâu có phải là thầy mà làm phiền phức kỳ này cho dân. Từ đây yểm cụ nghinh thân thì là phải chịu hồn thân rã rời, tử đây tan nát con ơi, đâu còn gì nữa kêu trời than gian. Về đi tỉnh giấc mộng tràng, biết tiên, biết Phật, biết cả đàn hồi hương, đò chiều chiên chót tiết sương, thầy đang quằn khổ tai ương lắm điều. Không được ít thì cũng được nhiều, ráng tu hay chữ biết điều mà thôi, sửa tâm sửa tánh đi rồi tu đi, tu đứng tu ngồi cũng tu, đừng nên ôi hở mịt mù, ráng nghe mà thầy giải, chưa cần cù học chăm, giả mình mù mịt tối tâm. Nhưng tâm lòng mà lòng tay cầm hộp châu, mình tu mình biết canh thâu, đừng khoe đừng phái đừng tâu người trần. Bây giờ rõ rõ rần rần, làm cho ông đạo sĩ bằng sát sơ, cho nên ra phú ra thơ. Con ơi thầy đợi chứ thầy chờ quá lâu, chờ con trong lúc canh thâu đặng mà về hỡi rồi tâu ngọc hoàng, chờ con tập tánh đàng hoàng đặng mà lập hội qua tràng thánh thiên. Chờ ai biết chữ làm hiền, đê rồi lên mỏ kim thuyền thầy bơi. Thượng dân mến nước trong đời mà dân không biết, vậy thời làm sao như đơn đã nhịp từ tao, lắc đầu buồn thám biết sao bây giờ. Tình thương đảo vô bờ vô bên, chúng trần nay đi đến thầy mừng, thầy đang ở tại khu rừng, đêm hôm tịch mịch nào mừng được ở đâu, con phải ráng chung đầu với Phật để cứu người tỉnh giấc say nồng. Đây rồi báo tố mưa giông, làm sao mà cứu đạo đồng rất nguy. Sự xảy ra dĩ kỳ trời định, về đi con nhã nhịn chung quanh,
Một là phải táo việc lành còn tu rất kịp, chị anh ráng chờ đừng có để bất ngờ rồi tình. Ráng tu tâm nhã nhịn mới màu, bây giờ thầy chẳng ở lâu, con ơi thầy đã về tâu hết rồi, giờ thanh tịnh thầy ngồi đợi trẻ. Chúc chung con mát mẻ vui tươi, ráng tu cho được thành người, long hoa đại hội vui tươi mới màu, tình đồng đạo ở lâu mới được. Ráng về gieo đại phước nghe chưa, trời còn chưa tắt cơn mưa, bão giông còn lớn, thầy đưa chiến đò đang chờ đỡ học trò tu học. Về đi con đừng ghẹo chọc ai, mình niệm Đức Phật Như Lai, ẩn mình xóa tối, ngày mai tại nhà mình tu tỉnh thiệt thà là tốt. Bám vào đi rường cột a di, thế gian đâu có sự gì phổi tay rồi tay trắng, còn chi mà chờ thầy thương đảo vô bờ vô bên. Nhìn thử coi đi đến quá đông, bây giờ con ráng lập công, thầy mừng thầy lái xuồng ông trở về. Hôm nay trong buổi cuối cùng mà tất cả Phật tử anh em của mình được hướng về gặp thầy, chắc thì cũng không có được có nghĩa là cũng như thầy không chở nữa được, bao nhiêu đây cũng được rồi, để tùy Quan Âm Bồ Tát, tùy sư tổ, tùy ngài để chọn lựa tất cả các con các vị đã có cũng như là có học được tú tài hay lớp 12 hay là cử nhân gì đó, thì chỉ sơ qua một ít đoạn con đã hiểu rồi. Còn bây giờ mất học lớp 1, lớp 2, lớp 3, bập bẹ hoặc là đang bị mượn, bị này, bị kia đó, thì thầy không dám để chở với con, để chìm đắm. Cho nên cái buổi này nguy hiểm lắm, ráng mà tu. Có sẵn rồi, có vốn rồi đó, có căn cư, có một niềm hy vọng tình thương của mình đó. Có cái hướng về Phật rồi, cứ đại hùng, đại lực mà đi, mà tu không sao hết, không sợ gì hết. Mình tu mà sợ gì? Cái người tu là người đã phủi hết rồi, người đã chán, đã bỏ, người đã thiệt, người đã tốt, người đã nhẹ, người đã thấy đường rồi mà. Người đó tiên Phật ta xài rồi, thì phàm này ai có chê cũng được, không sao hết rồi. Sau đây chúng con thấy sự biến hóa và di chuyển của tất cả các ngài, các Đức Phật rất nghiệm màu. Mình không thấy linh, nhưng mà chuyển kiếp mình, quá kiếp mình, hiện kiếp mình, đó như vậy đó. Từ già chận đứng, từ bệnh hết, để cho mình tu, để cái lối mòn của Phật mình tiếp nối, để mình cứu dân độ thế, tiếp tục theo Phật ngài chứ. Chẳng lẽ rồi ông thầy ông già rồi, ông đi ông chết rồi, rồi ai nối lại để dạy lớp sau? Nhưng mà hết rồi, cái lớp sau này thánh đức rồi, không còn như bây giờ nữa đâu. Nhà nhà đều là yên lặng, nhà nhà đều có tình thương đầy nhảy hết. Bữa cơm mình ăn bữa nay 7 ngày mình không có đói bụng, tại vì mình ăn cái tinh duy của Phật pháp, ăn lời nói hiền lương, ăn cái khung cảnh, ăn cái tiết sương, ăn cái thời gian mà trời đất đã ban thuốc lành cho một kho tàng, thì nó không có đói đâu, không có trượt mà. Còn này ngày đêm cũng ăn đó, làm cho mình mất ân, mất đức, mất nghĩa, mất tu, mất con người. Cho nên hôm nay thì tất cả các ngài đã trở lại để giảng dân, dạy dân, cứu chúng. Vì vô tình tất cả chúng sanh không hiểu, thầy không biết là bao nhiêu kiếp rồi, còn hiện tiền hôm nay là gần 50 năm đã đấu khổ với tất cả chúng con và quý vị, anh em, cô bác, chứ không phải là một ngày này đâu, nhưng nó quá, quá khổ rồi. Ngày nay còn có một hơi thở cuối cùng này cũng phải nói ra, cũng phải tạo điều kiện cho tất cả mọi người nghe để nung đúc tinh thần, thúc đẩy anh em, ai là người cố vấn, ai là người có trách nhiệm, thì nhờ Phật, nhờ thầy, thì thầy cũng biết được tất cả các vị có trách nhiệm đó phải hôm nay chạy về thầy để lãnh phần, để cứu độ chúng sanh, nằm không yên, đứng không yên, chứ không phải quý vị
không có lãnh hội đâu. Hồn thiên sông núi, có bằng, có trên cấp hết. Nhưng ráng cố gắng, đừng có nghe lời ma quái. Có nghĩa là làm bậy là tà, làm tốt, liêm chính là chánh đạo. Chứ không phải ai là chánh mà ai là tà. Đó vậy đó, ráng cố gắng đo tu tâm dưỡng tánh. Mình an dưỡng cái tánh tốt của mình, cái ý mình đừng để sanh nảy, cái tâm đừng để bộc phát ra những điều mình can thiệp. Thì viên ngọc nó có chìm bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu trăm kiếp đời nó cũng nổi lên. Rồi quý vị là Phật ngọc, ngọc Phật, viên ngọc sáng là khắp năm châu. Nhìn đi con nhé, chốn đỉnh đầu, tôi đi rồi thấy nào có khác. Không phải thầy mình mị ở đâu câu, không có. Thầy nói thiệt, đó như vậy đó, ai cũng có hết đó. Tại vì mình bị vô minh, mình bị nhiều đời. Nhưng mà trong ngày mạt hạ này, thầy trăm ngàn đại tất cả chúng sanh, không có buồn tất cả chúng sanh đâu. Mà cũng không buồn anh em đâu, không buồn chúng con đâu, thương nhiều lắm. Tại cái mùa này nghịch, mình đem hạt giống mình gieo không có lên điều được đâu. Gieo 100 hộp lên chừng 5-10 hộp là quá nhiều rồi đó. Nếu mà có được đất phù sa, đất trình thì lên được phần nữa, còn bằng không, không được lên. Ai cũng muốn tu. Xin kính thưa tất cả chứ quý vị, anh em của mình nói về đại đức thiền sư trong chùa đó, tu hồi 3 tuổi đó, thấy không? Mà đến ngày hôm nay đó thì khám phá không ra những thủ phạm, và tìm không được ngọc thì nó sẽ nhận chìm từ từ, mất mát. Chứ các ngài đó cũng là Bồ Tát, cũng là trên xuống đó quý vị, chứ không phải tầm thường đâu. Nói vậy thì xin kính thưa tất cả, anh em của mình đừng miệt khinh, đừng có ai trọng ai khinh, phải thương yêu nhau đi, để dìu dắt nhau đi, đi trên con đường này. Con đường lầy lụa này khổ lắm, nói vậy nha. Ráng cố hy sinh trong một cuộc đời này mình cả hết. Mà mình biết được mình không hết, mình vẫn còn. Mình còn cái gì? Mình còn của Phật. Đó như thế nha. Thì thầy cũng xin kính chào và kính thăm tất cả quý vị, và chúc sức khỏe quý vị được bình an. Thầy mời quý vị này vô đây. Nói ai nói cũng được. Xin kính nhắn đôi lời cùng tất cả chứ quý vị anh em của mình nha. Nói ai nói cũng được hết. Ví dụ gì mình đi lên xe đi, cái mình nói nhà tôi có 5 chiếc xe, có 1-2 cái nhà lầu, hay là có 100 hecta đất, hay là công ty gì đó, thì cái người ngồi gần hai bên ta nói, bây giờ ông đi vào. Chứ người ta không có tìm ra được cái nguồn cội và gốc rễ, và có thật sự vậy hay không. Đó như thế. Còn việc tu đạo của mình cũng vậy, không phải nói cái miệng, mình phải thực hiện. Mình tu đừng cho ai biết hết, mà không thể tất cả mọi người khám phá ra được cái sự tu học của mình, vì khó lắm, không phải dễ. Mà cũng là dễ, không phải khó. Mình chịu cực, chịu cực, mình khám phá, mình tìm ra thủ phạm. Nó đã trốn, nó đã ẩn tàng, nó sẽ báo, nó sẽ nó giúp mình chứ, nó nâng niu mình lắm đó chúng con. Mình muốn gì nó cho nấy à. Muốn sắc, muốn tài, muốn tiền, muốn nói dối để mình làm cái việc mà nó không đúng đó, nó lên như diều gió vậy. Còn làm những chuyện thiện đức á, nó không có. Cho nên hôm nay chúng ta phải tìm về đường lối thiệt, ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt tốt đẹp đó. Thì mình đã ăn rảnh thôi. Lúc nào nếu nó nhắc cái nhớ mình nó không, đừng tiếp nó nữa, để chúng con tiếp khách thiên liên, cõi trời hành tinh cho nó xuống. Họ xuống thăm mình trong đêm khuya, họ xuống thăm mình trong giờ giấc, đừng họ đem giấy tờ của mình, có hộp pháp, đừng họ rước mình về không. Nói về khoa học là hành tinh, mà nói về Phật học là các vị Bồ Tát, La Hán, chư thiên hộ pháp. Lúc nào cũng gìn giữ tất cả các vị mà phát nguyện thệ tu hành. Mình không có nên cầu nữa, mà mình cứ làm, mình cứ tu. Mình làm có tiền thì mình muốn nhà nhỏ, nhà lớn. Còn này mình có làm, mình ước hoài thì nó không có. Nên vậy đó, sự tu đạo của mình tu mới đắc.
mình tu mới thành, mình đi mới tới, làm mới có ăn. Mình tắm gội thì nó sạch thôi, không có gì hết. Chính mình không đó, mình bắt được nguyên nhân của mình rồi đó, mình là thủ phạm. Mà mình cũng chính mình nhận ngọc của mình chìm dưới đáy đại dương đó quý vị, trong đồng của mình nè. Bây giờ mình nghĩ ra hối hận và hối tiếc, mà sám hối không kịp. Sám hối với ai vậy thì sám hối với mình đi đạo. Mình sám hối với mình để mình dạo khúc tao đàn. Sám hối với mình để mình sớm thở chịu than. Sám hối với chúng thì mình bị gian nan vỡ trách. Ráng đi trò Phật chứ mình không có ngăn cách, tại vì mình đã bỏ Phật mà đi. Nhìn coi Phật chẳng gian nguy, tại mình không tu tịnh vậy thì làm sao. Đức Phật đâu có sắc màu lè lè. Ngài đi tu để dẹp mây mù, cứu mọi người không có âm u. Ngài đắc quả thì hiềm thù dơi bớt hết. Ngài bảo mình tu để rồi đoàn kết, cũng như Đức Phật ngày kia không hết đâu con. Về đi giữ tấm lòng son, làm sao một một cho tròn cả hai. Ráng cố gắng, hãy mình dai thì mình phải trả. Ráng cố làm đi trò thì mình đã hết rồi. Làm xong phận sự con ơi, Tây phương cực đã con hồi về quê. Ráng ngồi tu đây đâu có nặng nề gì hả. Nợ mình dai thì mình trả chứ gì. Miệng mình đừng có sánh bì, tâm lo chu đáo rồi trì sáu câu. Mình đi, mình đứng, mình nằm cũng trợ Phật chứng thâu. Đôi lời thì chỉ dạy rồi âu đừng buồn. Thời gian như thể cái tuồng, dòng quanh dầm bức muộn buồn. Thấy chưa sớm chiều, rảo bước sông mở thưa ta còn ở lại đò đưa chiến chiều. Mà vẫn không chịu chui điều. Kinh khi mà trời Phật ít nhiều, làm sao kỳ này ra nhiếp từ tao đi. Rồi sông búa ba đào si gì, dần ơi đâu có sự gì. Thương thầy con ráng từ bi trao, rồi từ đây đi đứng năm ngồi còn tu rất kịp. Chưa quả nhồi không sao. Thường dân mến nước chưa nghẹn gào, bây giờ nhìn thấy làm sao cứu đời. Tay chân bụng rúng bời rời thấy, ôi cái đời sao lại còn mê. Khi xưa lão dặn không về, phải chỉ mà giữa cõi bồ đề thì yên. Phàm tâm dữ quá chưa hiền, cho nên thầy phái cuộn điên hằng ngày. Con ơi trời đất ra đây, vì dân mà lệnh Phật chứ đàn sai xuống miền. Điên gì nói chuyện thật hiền, điên gì mà phiên chúng núi liền như trăng. Điên gì bút lý thi văn, đem dân với chúng sang bằng cả hai. Biểu dân tô tình ngày mai, mình đang mất ca mát thấy rài còn đâu. Mất kinh mất sử canh thâu, mất hiền mất hậu rồi còn đâu bớt tròn.
Mãi mãi cứ mãi âu lo, lo phàm rồi lại so đo lắm mà đời, mà quên đi hỡi cái đời, quên dinh, quên nhục, quên thời như như. Quên đi tranh chấp con người làm cho thế hãy quái hư hết rồi, từ đây nứt nắp bể nồi khùng điên nơi chức. Ôi thôi sống mà còn, lời này gửi tặng chúng con. Này mai nước mắt thon giòn châu mời, bể trần khổ sở bi ai, trời tru đất diệt ngày mai không tường, mình đang mất mát tình thương. Răng về gầy dựng con đường vinh quy, mình tu chỉ có từ bi, tu vui tu tỉnh tu thì chưa hiện nhân, tu cho biết nghĩa biết ân, biết cha biết mẹ biết gần biết xa. Mình đâu có tu quyệt tu ma, mình đang núp bóng Phật Đà chưa nay mai, tại mình nằm trốn cái trong gai, nhờ thầy mà dở được ngày nãy nhẹ nhàng. Mất đi một xứ một làng, bây giờ thầy lặng bơi thoảng, rước đưa con ơi sông bủa mây mưa, ráng ở cho vừa rồi hãy cho lui chân. Thảo hiền thì chúng mang ơn, còn trời nhớ Phật trong cơn vui vậy. Bây giờ thớ lại gặp thầy con ơi, phải ráng chứ giờ này chưa nghe theo. Tu thì đâu nói hiểm nghèo, kẻ hung người giữ hùm beo nuốt. Giờ con ơi vô bến vô bờ, bị sao mà thiên quả phất cờ. Đốt ngay, đốt đêm, đốt tháng, đốt ngày. Bây giờ mà lão hoa dẫn chứ ăn mài ăn xin, mượn điện trò lái miếng, mượn kinh, mượn văn, mượn tự cứu sinh cho phàm đời. Vậy mà chúng mãi lả lời, tưởng đâu mà Đức Phật nói chơi với tròn. Về đi bài bổn ráng dò, nấp trong mà bóng tối, tự do chính mình, ngày sau sấm nổ chứ ình ình. Con còn nguyên vẹn chứ con trình năm ở châu. Trần gian ngu mũi biết đâu, bây giờ tới lúc trời thâu hết rồi, tay không hủi trắng con ơi, con đừng có hỏi con ngồi chờ chi. Biết thì niệm Phật mau đi nghe, lời thầy dạy đơn thì dị trai, đờn kêu các nước chứ trong mờ ngoài. Đờn kêu thập ba bắt hằng ngày, khởi ra đờn kêu thế hệ quân ba, đờn kêu ông lão quá già còn đâu, đờn kêu thức trắng canh thâu, đờn kêu rá quá rỉa cầu nay mai, đòn kêu bơ gái bơ trai. Về đi mà tỉnh dậy, ngày mai coi đời. Đòn kêu sông búa giữa dời, ta đây tôi mỏi cái đời qua lâu, ta về ta hỏi ta thâu, đòn kêu đất thảm trừ sầu có không. Đòn kêu bình tĩnh minh mông, ai tu mới thoát qua dòng tử sanh. Bớ này các bạn hiền lành, đờn kêu đừng có đấu tranh của thiền. Sau đây như thể thằng ghiền ăn mày ở chợ, ai khuyên bây giờ. Ngày nay giàu có bất cờ, ngày mai đôi khác bất ngờ nghe không. Bây giờ do Đức Chí Tôn Thượng Hoàng ra lệnh thì càng khôn chôn vùi. Dân ơi chớ hãy mê vui, nói dùm mà một chút chưa bùi ngùi nhiều năm. Đờn kêu ở cõi xa xăm, tại dân sao qua tối tăm mù lòa. Đời ơi đời đến kia cả ta còn ở lại mù xa, chốn này ta đâu có phải chứ là thầy. Đôi chân mà còn dẫm cho bụng lầy thiết chi,
Đừng kêu nhiều nỗi ai bi, kêu hoài coi thử việc gì sắp ba ra. Đừng kêu nổi trận phong ba mưa gào gió thét, người ta ít rồi ông đi thử hết dân ơi. Coi đồ mà hoa quỷ nó trôi như bèo, lớp ngặt rồi lại lớp nghèo, lúa tăng mà giá mất lên đèo mà sinh. Chờ đồn kêu đừng có chim nghinh, xâm nổ ình ình dân chúng biết thân. Mau mau với em cụ nghinh tân, sự thế quá gần ta nói dùm cho ta, đâu có sợ đôi no. Một bụm cũng được ta lo ta trần ơi, lên chốn chờ miệng hùm, chết rồi mà không biết thúi không hay. Nói đông rồi lại nói tây, nói về Nam Việt sửa xây cấp kỳ, nói hoài như thể cố lì. Tội gì ta nói làm chi bớ trần, tội gì ta nói giận lẫn tội ông đạo hỡi, chứ sĩ bần con điên. Thì quý vị cũng hiểu, từ ngày của sám giảng người đời tới sư dạy bán khoai Phật thầy Tế An Đức Bình giáo chủ, thì còn bần sĩ thì ngài đã tá để mượn trận để khuyên để nhắc nhở thôi, chứ thầy cũng không phải là thầy của quý vị đâu. Ráng về tinh tấn nha, để lo tu hành. Sau này mình nếu mà khối nào gặp khối nấy, tần số nào gặp tần số nấy, tiên gặp tiên, Phật gặp Phật, quỷ gặp quỷ, ma gặp ma, kỳ này phân loại hết để chia ra, để mà lập quốc lập đời. Sau này Việt Nam không thể ai bì được, sau này Việt Nam bình trị quốc, nước nhà thịnh trị, sơn hạ xã tắc, quy nguyên tiên Phật thánh là chúng ta hết. Đó như thế, ngày xưa đó Tây Phương Phật, bây giờ Nam Phương Phật. Thưa quý vị, phải ráng cố gắng, ngày sau sung sướng vô cùng, hết cơn bị cực tới hồi thế lai. Đó là ngoài đời nói câu văn đó. Hôm nay tất cả các vị thương bần sĩ về đây để thăm, để rồi gặp, đó là cái tình thương này không thể bán, không thể mua, không thể cho, không thể xin được, mà tự quý vị tạo, quý vị có sẵn nhiều đời, quý vị mới đến đây về đấy. Thì bần sĩ xin chia sớt chút xíu tình thương này và nhắc nhở dặn dò quý vị, và mong hết tất cả bình an nhé, sức khỏe được có nhiều, và giữ gìn bản thể của mình là bản đồ chứ không có tấm. Cái tấm mà nó mỏng, tấm thân rồi mình là châu thân, cái bản đồ của thế giới đó quý vị. Đó, mình là bản đồ để điêu khắc lại, để làm gương cho tất cả mọi người. Nói vậy chứ mình cũng không phải tầm thường. Mình đừng hạ mình quá, đừng có trọng mình quá, đừng cao cầu quá. Cho nên Phật lấy bậc trung đạo, bình an, không sao đâu. Mình cứ vui đi. Thế thế này ơi, buồn quá, tu bị khảo não, bị người ta ăn hiếp. Người ta ăn hiếp, người ta ăn hiếp cả người ta, đâu có gì đâu. Mình mừng cho người ta lại, người ta cao hoặc mình, người ta chiêm ngưỡng mình, nhớ không? Như vậy đó, cho nó mau, không có gì đó. Vì ai cũng đi về có một chỗ đó thôi à. Nhưng mà mình về chỗ khác, mình cũng đi về với người ta, mình cũng lên đò ly biệt. Mình lên chiếc đò trời, đò tiên, đò Phật. Chiếc thiền na chính mình nè, mình lấy chứ ai, mình lấy về. Để vậy nói là ông lấy nhưng mà mình lấy đó, ông chỉ thôi. Ngày hôm nay tất cả quý vị đừng phí, bỏ mình uổng lắm nha, không chút xíu cái buông tay. Đó, thì quý vị thấy không, vô đi tắm khiêng ra đây nè, ở đây có một Phật tử, có một đứa con gái vô tắm khiêng ra rồi. Đấy vậy thì mình đâu có gì đâu. Đức Phật hồi đó thấy gì ít thôi, còn bây giờ mình đã sáng mắt hết, đã trong mây hết mà mình không có tỏ rõ được thì làm sao đây. Vậy đó, cho nên hôm nay thì thầy không có được sức khỏe, không có còn như ngày xưa đó, khàn tiếng mềm mềm môi nhẹ lưỡi để đón đưa tất cả các gì 50 năm rồi đó quý vị, hay là còn nhiều đời nhiều kiếp nữa đó. Bây giờ thì trốn ở tại rừng, ở tại đồng phèn nước lũ, ở nơi chốn âm u tịch mịch, nhưng ở tâm lòng của ngài đã sáng rạng chói khắp bao la để đón tiếp
chờ đợi. Nhưng chiếc thuyền mắc sỏi đá chiều về mương dũng rạch khổ lắm, cho nên không than. Ngày hôm nay được gặp đạo anh em thì quý vị thấy trời đã mở cửa rồi, quý vị sẽ được vinh quy rồi đó. Phải ráng cố gắng học bổng, học sinh tốt, học sinh ngoan, tự ráng cực, tu cực lắm, khổ lắm, không có gì không biết hết. Biết để bỏ đi mà, thấy để rời nó mà, có để xa mà, thấy không? Nói vậy vậy thì không có sao hết. Mình cứ tu tâm, cái tâm mình lúc nào mình phải làm cách nào. Đền thờ tâm linh là cái chùa của mình ạ, chứ ngoài không có gì đâu. Đấy vậy, mình nên lánh bớt đó, mình lánh bớt. Phật nói làm lành lánh dữ, nói vậy thôi, chứ mình không bỏ được vì mình còn ở đây mà. Nói như vậy đó, cái đồ mình siêu lần đó quý vị, đồ mình giải phóng, mình giải thoát lần, chứ không khi nào mà mình bỏ hẳn một lần được. Cũng như tắm vậy đó, sình bùn mà mình đâu có tắm được một lần hết, 5-10 lần, ngày mai, ngày kia, ngày nọ nữa. Đó như vậy đó, mà biết á thì lắm ít, mà không biết lắm nhiều. Như thế chúng ta đại tội với nhau hết, thầy cũng vậy, chứ không có hơn quý vị gì đâu. Đấy vậy, lắm tội lỗi thì mình phải cố gắng làm sao để mình tự tu hết, hết bất ngờ, hết mình nó ngay đó. Chứ mình không có xin ai, không hiểu ai giúp được mình, cái nghiệp nó chướng nó xình đó lên hoài à, nó có hoài à. Như vậy đó, nhưng mà mình không ngại, không sợ, có cái gì đâu phải sợ, đâu có gì đâu phải sợ. Để như vậy đó, chúng ta phải ráng nha, anh em phải cố gắng nghe không, trên bước đường ráng cố gắng. Ai cũng thương mình là mình đắc đạo, còn ai cũng ghét mình đó nè, trời ơi chết mà ta còn chửi nữa đó. Còn cái người đó tôi muốn gặp hoài à, anh em mà. Ngày sau đây rồi hạ nguyên tới thượng nguyên quý vị coi nha, nếu quý vị còn, còn không thầy, còn quý vị muốn còn không? Dạ còn. Cải tạo đi, cải sửa đi, cải lại đi đó, thì mình đã còn. Con này mình già mà chưa già, mình muốn già, muốn chết thì mình liều mình vô cái cảnh mà không cùng ha, nói vậy đó. Còn giờ mình không muốn chết mà mình cũng chả cầu sống nữa đó, được thiên nhiên hấp thụ tinh hoa này giờ nào cũng được hết đó. Như thế đó, có thì mình ăn nhiều, không có ăn ít. Mà người tu phải có phương phép, văn hóa, nói về đời, mình phạm hạnh, mình tu hành rồi, cái gì mình cũng khép lại hết đó. Mình đóng cửa từ từ, bớt giảm cái đường đời này, đây mới là tu chứ. Mình tu mà dưới đời mình sông đông sông tay đục với nó thì đâu có phải vậy đó. Cho nên trời đất thần thánh buổi này lựa chọn, quý vị yên tâm đi, số nào ra số nấy, dịch ra dịch, gà ra gà, không? Còn bệnh ôn bệnh này kia nọ đó, có ông thần hiền ông nói đừng có vô nhà đó nha, nhà đó không có dai, đuổi ra nè, vô cướp đi nè, tiền quá trời, tiền phi pháp đó, vô giết lấy trời nè, giết 6 người nè, 6 người chết một đêm đó, 6 người chết một đêm đó quý vị. Thì ổng chỉ, còn mình không có ai chỉ đó, đâu có gì chỉ, mình hiền mà. Ông thần hiền có người cấp, thì mình là tư bộ lĩnh, mình đi ra chiến trường thì bộ tổng tham mưu họ phải cấp binh sĩ giữ mình thôi, đừng có sợ điều gì hết. Mình nói tu rồi thì Phật trời ủng hộ ngay. Còn mình bệnh thì bệnh là mình bị cái nghiệp của mình. Và trong thời kỳ khoa học này đó, quý vị biết không, nó hóa chất, hiện chất, tinh chất gì đó, nên mình cho vật chất. Còn mình trong này cũng có vậy nè, hạt nhân nè, chủng tử là nguyên tử của mình nè, đó có hạt nhân có hết nè, phước đức quý báu gì, có thuốc giả nữa đó. Vậy là mình gặp độc giả hết, nói trơn không có gì nè. Còn cái này mới bị dịch cắn cái vô ung thư cưa cẳng lên cái chết đó, dịch cắn thôi nha, hay là cái ghế ngã thôi đó. Còn này mình bị gãy tay gãy chân, mắt mày tôi lúa đó, không sao, thấy không? Thì mình đừng có đưa cái liên quan mình ra chỗ đó, là mình nghĩ mình sợ sệt thì cái không có. Không sợ, nhưng mà mình phải kiên cử vì cái màn này của hát bội. Nếu mình ca sĩ cải lương chờ hát bội nó xuống thì mình sẽ lên sân khấu tiếp. Màn của quỷ ma
thì để cho hết cảnh hạ giới này, mùa mạc hạ để hết, hạ trung thượng tới thượng nguồn thì mình khỏe rồi. Nước cạn mà mình cứ mình chèo cái ghe mình nặng đi chi vậy, núp bóng chờ đợi đợi nước lớn đó, cái mình ra, mình ra rồi cái mình vươn buồm, có máy có lái người cầm cái nó xuôi chiều về. Còn mình tu mê tín đó, ra cái mình không cầm lái, mình nói thôi nước lớn rồi để gió, cái mình vươn buồm hơi nó tấp bên này hơi tấp bên kia, gió ngược gió xuôi mà, rồi tới chiều mình không về đâu được hết rồi. Phải chính mình là gốc, mình phải cầm, có đúng không con? Con đi ghe, mình phải cầm nha. Nếu mà có xịu qua mình cầm lên chút xíu, mình độ mình trước Phật mới độ mình sau, nghe không? Đó như vậy đó, mình tự nhiên không ngại gì đó. Mà đừng có phối phách càng lao, nói tôi không sợ ai, sao không sợ? Con mũi mình còn sợ thấy mồ kìa, nghe không? Nó cắn mình ngủ không được nữa. Mình nể nó à, chứ đừng có không sợ. Tất cả đều ở chỗ này là chỗ sợ hết. Sợ chết, sợ nghèo, sợ đau, sợ ốm, sợ đủ thứ. Tất cả quý vị đều là tiên căn tiên có Phật xuống đó. Cậu Phật xuống là nhiều đời kiếp lắm. Rồi mình bị nhà, bị cửa, bị vợ, bị con, bị chồng, bị tài sản, bị lưu lai, mình về cũng được. Phật tri Phật biết đừng về. Mình đi mình mãi u mê mất đường không về được. Chứ mình là ngọc Phật chánh đạo đó, không phải tầm thường đâu. Mà mình để người ta khinh bỉ mình, để người ta coi rẻ con nè, vợ nè, chồng nè, chung quay là láng giềng xã hội, không để nữa. Bây giờ mình tu tập làm sao cho quan yêu dân chủ, không xin giỏi gì hết, ráng lấy sức lao động làm lụm bọc hen, bán rau cải hen, đi mót lúa hen, cúng âm được vậy, được không? Tại mình đèo bồng cái này, mình đèo bồng cái kia, thật là nó khổ một chút. Không đèo bồng nữa, không khổ nha. Có thương thầy không? Thương thầy về nhớ nha không? Không cực, cực mà không để cực. Còn này trời ơi, tôi khổ quá, chắc tôi chết quá. Thì tiền mình muốn chết, mình chết. Không để, kệ nó không sao đâu. Trời ơi, cái áo này bận tới 15 năm nữa chết cũng còn cái áo này. Thấy không? Mình không có đua đòi. Mình không có mình có danh lợi để mình trở về quê hương của mình, thấy chán không, thấy buồn không, thấy tủi không, thấy hối tiếc không biết làm sao lấy lại, lỡ lời nói rồi nữa đó. Tại bây giờ mình tu đó, mình chặn đứng không để lỡ, thấy không, không để lỡ lời nói nào hết. Hãy nói lời nói đó là ghi liền. Ông thánh ông nói chết là chết, sống sống nha. Thôi cũng không khuya đâu, tất cả bà con cũng hơi đường dài mệt mỏi, đồng đạo anh em của mình thân yêu nhất thì xin kính chúc lành và hẹn tái ngộ, nghỉ ngơi nha. Rồi.